Xin chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử 02 của mình. Trong clip ngày hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn để có thể lai ra những cặp cá 7 màu, sọt, ribbon, finsi, tai bơi dài và thậm chí là si thu sọt, albino, ribbon, tai bơi dài. Các bạn thấy hay thì hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình nha. Bây giờ mời các bạn xem clip. Ở đây là một bầy cá. Các bạn nhìn thấy nó là cái gì đây? Nó là wheel, coi, sọt, ribbon, tai bơi dài và fin C. Và ở đây là bầy con của một cái clip mà trước đây mình có chia sẻ đến các bạn về vấn đề lai tạo ra những dòng coi sọt. Và cách thứ ba này mình muốn nói tới là thường khi mình nuôi thì mình không có dòng ri bông, thì mình hay có những cái con AB coi sọt thường này, giống như ở đây một con trống coi sọt thường. Và mình sẽ đi tìm một con mái. Con này là con coi đen có ri bông tai bơi bướm dài nha. Mà nó bị mít đầu, có nghĩa là mình dùng những con lỗi, những con không có giá trị của người ta, thậm chí là những con vứt đi của người ta. Nhưng mà mình sẽ dùng cái con mái HB coi này hay coi đen này. Nó cũng sọt luôn nha, mà nó không có đầu coi nó nên giá thành không cao. Và anh em dùng với lại con trống sọt này thì mình chắc chắn 100% là F1 nó sẽ có coi đen, có ribbon, có tai bơi dài, và đồng thời nó sẽ có con wheel. Nó sẽ ra wheel nha. Coi đen anh em like với con albino, nó sẽ ra coi wheel, wheel coi sọt ribbon. Và lúc đó mình sẽ tìm những con mái tai bơi dài mình cho đẻ tiếp. Đó, mình có để cái link, cái clip ở dưới phần mô tả, bạn nào quan tâm thì hãy xem. Và bây giờ mình lấy cái, để mình đổ vô cái hồ sô cho các bạn xem cho nó dễ nha. Đây, bây giờ mình đổ trong hồ sô đây. Ở đây là đời F1 của nó, và cái con cha là cái con albino coi sọt. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời F1 này nè. Đây, bây giờ mình xem, chẳng hạn như mình xem những con mái này, nó đã ra ri bông. Những con trống này nó cũng ra ri bông. Và ri bông cái sạc phin nè, cái vây nó, vây lưng nó rất là tốt. Con cá này nó mới chừng 2 tháng thôi các bạn. Đó, và mình thấy rõ ràng là đời F1 này nó cũng có sọt, nhưng mà nó không sọt được như con mẹ của nó. Và kế tiếp, đây các bạn nhìn thấy con mái này không? Đó, cái tai bơi nó cũng rất dài, cái vây lưng nó rất là đẹp. Và mình sẽ dùng cái con mái này và mình sẽ cho lai tiếp lại với lại cái con cá cha của nó đó. Cái con cá cha của nó, cái dáng nó rất là sọt, để mình lấy được cái sọt của nó nha các bạn. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng sẽ thấy có một số con nó sẽ bị mít đầu nè. Giống như con cá mái này, các bạn thấy cái đầu nó không có lên. Và đây kế bên là con cá mái này cũng rất là đẹp nè. Đó, nó hơi sọt thôi nha. Còn bây giờ mình muốn sọt nữa thì mình phải dùng cái con mình lai tiếp một đời nữa. Nhưng mà nó đây nó ra toàn bộ là wheel. Mình lai con coi đen với lại con cá mẹ là con HB coi. Có nghĩa là con cá mẹ là coi đen đó. Lai với con trống sọt thì nó ra đây là con wheel coi, nhưng mà tai bơi fin rất là dài. Và bây giờ mình sẽ bắt cái con cá cha nó và mình sẽ so với mấy con cá mái này cho các bạn xem nha. Đây các bạn, mình vừa thả hai con cá cha nó vô nè. Đây là con cá cha, cũng là con cá F0, nó là con albino coi sọt.
mình thả cái cha để các bạn so sánh. Mình có hai cái cha ở cái lúc mà cái clip trước mình có quay cho các bạn xem đó, mình có chia sẻ đó. Cái đợt này nó ra là toàn bộ mắt đen, nó có ra một con trống albino. Và mình thấy rõ ràng là cái con cá trống này nó, cái vây lưng nó rất là đẹp các bạn. Đây, con cá cha đây. Và con cá con mắt đen nè, các bạn nhìn kỹ con cá cha nó màu đỏ. Thì bây giờ ở cái đời F1 này mình lại dùng tiếp tục hai cái con cá cha này, mình lai với lại những con cá mái con này. Ở đây mình cố tình để các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một con mái có coi. Và ở đây một con mái, các bạn thấy con mái này nó bị mít đầu nè. Nhưng mà không sao, con mái này không có ri bông nha. Và ở bên này nó cũng có một con mái có ri bông. Đây, con mái này ri bông, có đầu coi. Để mình quay một con mái, cái con mái, nó con mái. Đây, con mái này ở đây là nó bị mít đầu. Nhưng mà không có sao, mình sẽ dùng hai con trống này, mình sẽ lai với lại ba con mái này. Thì cái đời sau nó sẽ ra vừa sọt vừa ri bông phin xê, mà nó vừa ra tay bơi dài nha các bạn. Đó là cái cách mà mình dùng những con cá rẻ tiền đó. Các bạn giữ, đừng, các bạn giữ máy, mình sẽ chia sẻ tiếp những cái kinh nghiệm khác nữa. Cũng với hai con trống này, bây giờ mình sẽ cho thêm vào đó là một con coi si thu nè các bạn. Đối với những con coi si thu mắt đen này và nó có fin si, có ri bông, có tai bơi dài này thì giá thành ở thị trường nó không cao. Và đồng thời ở đây mình cũng có một con mái coi ri bông luôn, lên red ear luôn, lên tai đỏ luôn, và cũng không mắc lắm đâu. Và mình dùng hai con trống sọt này và mình lai với con mái này để mà mình kỳ vọng con mái coi này nó sẽ thành con mái albino coi sọt ri bông red ear. Còn con mái si thu này thì mình sẽ hy vọng là mình sẽ ra được con albino si thu sọt ri bông đó các bạn. Nếu mà đời F1 nó không ra thì đời nếu mà đời sau này nó không ra thì khi mà nó ra cá con á, các bạn dùng cá con nó cho đẻ, cho lai với nhau thì nó sẽ ra mắt đỏ thôi các bạn. Cái việc ra mắt đỏ là mình chỉ cần hai đời là nó sẽ thuần, nó trùng huyết lại, nó cận huyết lại, nó sẽ ra mắt đỏ thôi. Đó cũng là một cách. Đây là ba con cá mái con nè các bạn, và mình sẽ dùng nó mình lai tiếp với lại con hai con cá cha của nó luôn. Và đồng thời các bạn thấy là mặc dù ở đây là hai con mái này nó mít đầu, nó không lên coi, nhưng mà mình biết chắc chắn là trong gen nó sẽ có coi và nó sẽ lai lại với con cá cha, nó là con albino coi sọt, thì nó sẽ ra đời con nó sẽ có coi nhiều hơn. Bởi vì hai con cá cha nó có sọt nên mình biết chắc chắn là ba con cá này trong gen của nó hiện tại bây giờ nó hơi sọt và nó có máu albino của hai con cha này. Và đây là cái mình tiếp tục một bước nữa là mình dùng ba con này mình lai lại với con cha thì nó sẽ có gen mắt đỏ, đồng thời nó có gen sọt và đồng thời nó vẫn có cái ri bông fin xê dài tai bơi bướm nha các bạn. Rồi mình xem tiếp. Đó, và cuối cùng chỉ cần hai con trống này các bạn có thể dùng phép lai của mình và các bạn thả vào hồ đó. Ví dụ như ở đây mình thả vào cái bể cá này là bốn con mái mà chỉ có hai con trống albino này thôi. Và bốn con mái đó là một con mái mít đầu nè, rồi một con mái mít đầu có ri bông và một con mái có ri bông, để cái đời sau nó sẽ ra được những con sọt. Và đồng thời ở đây mình cũng thả luôn cả cái con si thu và nó chưa có sọt nha. Khi các bạn lai con si thu này nó vào nó sẽ sọt. Và ở đây lại thêm một con mái coi ri bông và tai bơi đỏ nữa, red ear nữa. Đó, cũng là dùng một hồ nhưng mà mình có thể dùng hai con trống thôi. Và các bạn thấy khi nào mà con mái nào nó ôm bụng nó sắp đẻ
các bạn bắt con mái đó ra cho đẻ riêng ra thì mình sẽ nuôi bầy con đó riêng ra, chứ không nhất thiết là mình phải dùng mình nuôi riêng từng con mái. Mình thả 5 con mái cùng lúc luôn các bạn. Đó là một cái cách mà mình nuôi cũng đỡ tốn hồ. Thì cái clip của mình tới đây là hết. Chúc anh em lai tạo thành công nha. Chúc anh em một ngày thật là vui. Anh em nhớ bấm like, bấm đăng ký ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau.